Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Alexei Grodev nhằm trao đổi một số nội dung liên quan đến việc triển khai các thỏa thuận nghị định thư hợp tác về ô tô giữa chính phủ hai nước. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng An và Thứ trưởng Grodev đã trao đổi nhiều vấn đề và thống nhất những yêu cầu cụ thể để cấp kỹ thuật khẩn trương trao đổi, thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác sản xuất ô tô tại Việt Nam, những quy định pháp luật có liên quan của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, đặc biệt là các quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam về bảo vệ môi trường, chất lượng an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình ô tô. Thứ trưởng Đặng Hoàng An đề nghị doanh nghiệp Liên bang Nga nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để Bộ Công Thương có thể xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trong thời gian sớm nhất. Tại cuộc họp, hai thứ trưởng cũng thống nhất giao cấp kỹ thuật hai bên tổ chức buổi làm việc để rà soát kỹ lời văn của dự thảo nghị định thư sửa đổi lần thứ hai hợp tác với ô tô. Hai bên thống nhất sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan để ký nghị định thư này trong chuyến thăm cấp cao của Việt Nam sang Liên bang Nga vào đầu tháng 12 tới.